đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Cập nhật tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Hoàng Lan khi bệnh tình có dấu hiệu chuyển biến nặng. Thời gian gần đây, bệnh tình của nghệ sĩ Hoàng Lan được khán giả đặc biệt quan tâm khi có dấu hiệu chuyển biến nặng. Được biết, những ngày qua, bà không thể đi vững, phải nằm nghiêng do vùng lưng đã hoại tử đến mức lộ cả xương sống. Ngày 7 tháng 3, người nhà nữ diễn viên cho biết nghệ sĩ Hoàng Lan đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Theo đó, bác sĩ đã dùng phần da ở đùi của bà để cấy ghép lên phần lưng. Em họ của nữ diễn viên cho biết sức khỏe tinh thần của bà đã một phần ổn định sau ca phẫu thuật. Bà có thể ăn một bát cơm và ngủ ngon. Thời gian tới, nữ nghệ sĩ vẫn cần tham gia tập luyện vật lý trị liệu do tay chân bị co quắp khiến bà không thể di chuyển. Hiện tại, viện phí gia đình cần chi trả cho nghệ sĩ Hoàng Lan rơi vào khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng một tuần. Biết được thông tin này, nhiều bạn bè và đồng nghiệp của nữ diễn viên đã cùng nhau kêu gọi vận động quyên góp để giúp đỡ bà vượt qua hiểm cảnh. Trước đó, diễn viên Phi Phụng, Phương Dung, nhạc sĩ Nguyễn Văn Dung đều không khỏi xót xa khi chia sẻ về tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Hoàng Lan. Cột sống hoại tử lan đến đùi và tay, một bên mắt của bà bị mù, nhiều đêm khó ngủ vì xương đau nhức. Hoàng Lan từng là một trong những cái tên nổi tiếng với khán giả truyền hình miền Tây. Bà bắt đầu hoạt động nghệ thuật cùng thời với nhiều tên tuổi như Thường Tín, Kim Xuân, Quốc Hòa. Sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và cuộc sống riêng tư của Hoàng Lan trải qua không ít biến cố. Thời điểm hiện tại, ở tuổi 62, bà phải một mình chống chọi với bệnh tật trong căn phòng trọ chật hẹp, kinh tế không ổn định. Do quán ăn vừa mở trước đó bị ảnh hưởng bởi Covid-19, phải đóng cửa thường xuyên và đang có nguy cơ bị dẹp tiệm. Trước hoàn cảnh của nữ nghệ sĩ đình đám một thời, khán giả vẫn vô cùng xót xa và lo lắng, mong tình hình sức khỏe của bà nhanh chóng được cải thiện. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.